Anh mở hàng đắt không anh Minh? Anh mở hàng đắt không? Anh mở hàng có đắt không? Vậy thôi, vậy anh vô trước đi. Ê, đuổi nó. Thằng từ từ. Từ từ anh Ngọc ơi, từ từ. Sao con này bự dữ vậy? Trời đất ơi, sáng vô có quái vật vô sớm. Nó ăn cái gì vậy ta? Ăn con rồng, nó đang đang đứng ăn rồng á. Trời ơi, nó ăn con rồng hả? Con này gan thiệt. Yếu sinh lý hay là yếu sao? Ừ. Đó, nó đi nè. Nó thấy mình nó mắc cỡ, nó đi. Ờ, nó ăn cái này. Cái này nó ăn bữa giờ rồi ông ơi. Nhưng mà rồng. Như bữa thấy nhiều lắm mà. Nó ăn bữa giờ rồi. Cái rồng đang đứng đây mà em thấy. Hết rồi. Để em coi coi đây nó có ăn cái gì đây không? Nó ăn rồng phải không? Ê, nó có ăn bên đây không? Nó đu lũi đi nè. Trời nó cơ hèn gì cái đầu rồng thì trổ mã mà cái mình rồng thì nó không trổ được. Nó dối không tới luôn. Tại nó dối không tới luôn mà. Cái này giờ còn cái nó không ăn được nè. Cái sườn. Ồ sao nay sừng chỗ đẹp quá ha. Nàng không tới á. Chỗ đẹp ghê luôn. Ờ phải sao gãi nè. Gãi nè. Chắc là máng dù hay sao này. Máng dù của mình trồng nó. Em có lọc rồi nè. Cái trái bông trang chính nè. Trời ơi xin lọc cậu luôn. Ăn được luôn hả? Vô mánh. Ăn luôn hả? Ăn được phải không? Trời ơi ăn luôn trời. Cái đen được mà. Ngọt. Ôi ơi cái hùng này của ai anh? Cái giống của em mới đem vô. Ngoài của mình này thấy không? Nó bị nước hết trơn kìa. Đó. Ê. Để hai hùng đi đường đây. Nhưng mà chồng lên nên không biết đường ha. Không. Bây giờ mình cúng trước đã. Thôi bây giờ la hoàng trước đã. Ê cho anh mượn cái đó đi anh để lên cái đầy luôn kìa. Đúng rồi. Được. Ủa anh Ngọc tính là hay quá ha, vừa trong mà chạy ra. vừa vô cái lấy ở dưới đây. Em nhớ đem cần giấy rồi không bà xã? Bữa nay cũng món lạ cho cậu nè. Bánh chanh cá luôn. Trời. Nè. Đâu anh em
Rồi làm bếp cho tất cả cô chú với anh xem nè. Rồi mai mốt bắt đừng bỏ lên đây nữa, bỏ đây nữa cho nó quậy nữa. Nó không phải nó dặm đâu mà nó nó dặm á, nó ăn không nó được. Nhai. Nó nhai mà nó dặm á, nó dặm mà không lụng á. Nhai lắm tới rồi hồi xong rồi nó bỏ. Cái con này tí ra. Yếu rồi, dặm với con này yếu lắm rồi anh ơi. Đi đâu quá xa. Mà anh để ý nha, cái con bánh cứ từ từ. Con này nó đi một mình à, còn mấy con kia nó đi theo đàn. Mà mấy alo alo cảm ơn mình ơi, đẩy cái nắm hương lên em tao chưa chờ chút xíu sắp xong rồi. Rồi để được đó.
Ủa? Em mới chạy ra đó. Ủa? Sao chạy ra được hay vậy? Chạy đi nhìn anh. Không. Nè, giờ đâu có chạy đâu, hít luôn á. Nó chạy hai lần luôn á. Chưa cái nước luôn mà. Ủa chạy như ai lôi vậy đó anh. Thiệt mà. Tự nhiên chạy hai lần luôn. Mà cái bàn này đâu có nghiêng đâu. Nè, đi như này mà tự nhiên chạy ra như nè. Nè, anh thử cái vậy sao chạy được. Nè, chạy lên như nè. Chạy lên như nè. Trời ơi. Lạ kỳ không? Nè, anh đẩy rồi, anh đẩy còn không nổi nữa, nó hít luôn nè. Nè. Nặng không? Chạy khúc luôn. Chạy ra đây luôn, chạy chạy hai lần á. Chạy như này, chạy đi như nè. Thôi giờ cũng sạch rồi đó. Ô mà bốn cái đèn là như không có tắt cái đèn nào ha. Ủa sao chị Nhi đây chảy hàng 5 phút ha. Uống thuốc á hả chị? Ngủ quên hay sao? À uống thuốc cảm. Vậy là mưa quá chị Nhi cũng bệnh luôn. Bữa nay em đổi bia cho cậu. Bữa nay anh Minh mở hàng á chị. Bữa nay anh Minh mở hàng đó. Bữa nay đông cho mà coi. Không biết không? Dạ nói cái đích nào mà đẹp dữ. Sao để trên đây nè. Rồi anh cúng đi. Để trên cái xôi này người ta không có dính. Được. Xôi này người ta có cái bánh tráng mà. Không có dính đâu. Ôi. Mỗi thứ một cái. À mỗi thứ một cái hả? Này chưa? Chắc anh đem anh để bên kia luôn hay sao? Để chú tôi còn. Thì mình cúng cho cậu trước đi. Nhiều dữ vậy ta.
nay này 23 đúng không anh? 23 tháng 5. Em đứng đây nè. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2023 này. À, còn lỗi tí thì bạn YouTube mời các chư vị tổ thần có mộ và chiến sĩ chương trình cùng nghệ sĩ của Vũ Linh đồng hồ nhân văn dành tặng giá sinh ngày 10 tháng 12 năm 2023 mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 4 tháng 2 là năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, an táng tại hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Thì hôm nay con mời các chư vị cùng nghệ sĩ Vũ Linh về dùng hai cái gói xôi, hai ly tàu hũ nóng cùng hai ly bia. Mong rằng các chư vị phù hộ bầu trì cho nghệ sĩ Vũ Linh lộc giỏi dòng hành pháp danh tâm giác, hoa vạn sanh về với hội Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ có con nai là nó vào sớm nhất thôi. Con nai nó vào sớm trước cả anh em mình luôn. Hả? Bông này nó ăn xong rồi nó khỏi ăn lần nữa luôn. Đúng rồi, nó ăn hết. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú quý anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú quý anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và làm mới video nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.